Quay lại với kênh của mình nha, mình là Thứ Gamer đây. Hôm nay mình sẽ lại tiếp tục làm video về Miniworld cho các bạn coi nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về một cái chủ đề khá là quen thuộc, đó chính là tặng cốt nha. Thì lần trước mình có làm một cái video tặng cốt rồi đó, thì có rất là nhiều bạn vào nhận luôn, và cũng có bạn nhận được và có bạn nhận không được. Thì những cái bạn nhận được thì cũng có comment và chúng rất là nhiều phần quà, nhưng mà mình cũng không biết là quà gì nữa, tại mình những cái bạn nó không có nói ra nên mình cũng không có biết nữa. Còn những cái bạn mà comment nhận không được là chắc xem video quá là chậm rồi nên các bạn không có nhận được, tại video tại vì có giới hạn mà nhập chỉ được vài lần thôi là nó hết rồi. Thì hôm nay mình đã tìm thêm một cái code mới, và đặc biệt là hôm nay chỉ có một cái code duy nhất thôi nha, và số lần nhập thì mình cũng không biết bao nhiêu nên các bạn cứ thử nhập thử coi được hay không nha. Và mình chỉ tìm thấy có một đúng một cái code thôi. Bạn có thì không phải là mình tìm nữa, mà là mình xin thằng bạn của mình á. Nó có là mình xin dữ lắm luôn, mình ăn nỉ nè nỉ nó mới cho. Thì cuối cùng mình đã xin được nó rồi, nó cho mình để mà mình làm video cho các bạn coi. Thì sẵn tiện tặng cho các bạn luôn. Thì các bạn khoan hãy vào cách nhận code nha. Thì cái cách nhận code lần này nó rất là khác luôn, không có như những cái cách lần trước đâu. Khác tới 99% luôn á các bạn. À thế làm sao mà ạ? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Bạn khoan hả đi nhận nha. Các bạn phải xem video mình hướng dẫn cách làm mới nhận được á. Tại vì nó khác lắm, không có giống như những cái lần trước mình tặng code đâu. Nói chung là khác hoàn toàn luôn. Cách nhận khác hoàn toàn luôn nha. Thì một xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận sao luôn. Thì nói chung là các bạn nhớ xem thật là kỹ nha. Tại vì lần này là cách nhận nó khác hoàn toàn 100% luôn á. Nên các bạn xem mình làm và làm theo nha. Và lưu ý là cái code này chỉ có một cái code duy nhất luôn nha, chứ mình kiếm code rất là khó luôn, nên các bạn thông cảm nha, chỉ có một cái code thôi. Bạn nào nhanh tay thì nhập, còn số lần bao nhiêu thì mình cũng không biết nữa. Các bạn cứ vào nhập thử coi được cái gì nha, với lại coi được bao nhiêu lần nha. Rồi thì các bạn nhập được cái gì thì nhớ comment phía dưới cho mình biết nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi để mà nhận code luôn nha. Thì các bạn nhớ xem thật là kỹ nha, tại vì cách nhận code lần này nó khác lắm, không có giống như những lần trước mình làm đâu. Nó khác tới 99% luôn á, nên các bạn theo dõi thật kỹ nha. Và các bạn nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha, giúp mình đạt được 15.000 subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi hướng dẫn các bạn cách nhận code nha. Thì trước khi nhận có thì mình sẽ nhận quà một xíu như thường lệ luôn. Đâu rồi? Đây. Nói chung là cách nhận lần này nó rất là khác luôn. Và cách nhận lần này nó phải tải app luôn cơ. Tải app là tải ứng dụng á. Nó yêu cầu là phải tải ứng dụng luôn. Thì mình sẽ thực hiện đầy đủ luôn cho các bạn coi, nếu mà các bạn có thể dễ hiểu và dễ tải nhất có thể nha. Ok, không để các bạn đợi lâu nữa thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn luôn nha. Ok, let's go. Nhưng mà các bạn muốn vào thực hiện cái cách nhận code đó thì các bạn phải làm theo mình nha. Và các bạn nhớ khoan hãy nóng vội mà làm liền nha. Có khi các bạn chỉ vừa mới xem video một xíu thôi là vào nhận liền rồi, nhưng mà có khi vào là các bạn không biết cách như thế nào để mà nhận, tại vì cách nhận này nó rất là khác. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cách nhận nha. Đầu tiên các bạn vào YouTube cho mình. Thì mình sẽ có để một cái link ở mô tả, tại lần này ta cần tải ứng dụng nên mình sẽ để một cái link. Thì cái link đó mình sẽ để ở trong cái video video này, video của kênh này nè, kênh Ford Review nè. Các bạn có thể tìm trên YouTube cũng được. Đây nó sẽ ra.
lại một xíu nha. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clear my throat. Rồi sau khi nãy giờ mình chờ đợi biết bao lâu thì cuối cùng nó cũng tải xong rồi. Đợi cũng khoảng vài phút luôn á. Nó rất là lâu luôn. Không hiểu tại sao có 15 MB thôi. Cái file đó có 15 MB thôi mà tải mấy phút luôn. Gần 10 phút luôn. Coi tay mình cảm nhận rất là yếu luôn, không biết tại sao nữa. Thôi nói chung là mình bắt đầu quay lại cái mục đích chính nha. Nếu bạn tải xong các bạn bấm cài đặt nó thôi. Đó, các bạn bấm cài đặt ở đây. Như vậy là ok đó. Nó khác là khác như thế thôi. Và lần trước là các bạn làm trên web, còn bây giờ các bạn làm trên ứng dụng nha. Cái ứng dụng này là mình phải có ở trong. Thì tại sao mình sẽ tìm những cái ứng dụng hay như thế này để mà mình tìm cho anh cũng là cho các bạn dùng nha. Ok, thì mình cũng không cần dùng code đâu. Tại vì mình ứng dụng vào game và dán ra thôi là nhận quà, rất là ok luôn đúng không? Thì mình sẽ che lại, bởi vì những cái bạn mà đang xem có thể bị rất là thiệt thòi luôn, và những cái bạn xem sao nữa, nên mình sẽ che lại để mà cho bạn nào nhanh tay nhất thì các bạn vào lấy. Chứ mình là để như thế thì những cái bạn xài máy tính thì có thể lấy rất là nhanh rồi, tại vì máy tính chỉ cần phát ra vào game mà nhập vài cái là ok rồi, còn điện thoại phải thoát ra rồi vừa xem từng chữ để mà vừa làm nữa rất là lâu luôn, nên mình cảm thấy rất là thiệt thòi, nên mình để cái link đó, các bạn nào mà muốn lấy nhanh thì các bạn bấm vào link và làm từ từ bước, thế mới công bằng nha. Ok, thì mình sẽ bắt đầu vào game để mà coi cái code nó như thế nào nha. Thì các bạn nhớ nhanh tay nha, chỉ có một cái code duy nhất thôi. Thì lần sau mình sẽ tìm những cái app khác mà nó tặng code đó, thì mình sẽ tìm những cái app khác hay hơn và những code xịn hơn dành cho các bạn nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào game coi code như thế nào. Đó, thì bây giờ các bạn chỉ việc là copy cái code mà vào game và dán vào để mà nhận quà thôi đúng không? Nói chung là dễ ẹt thôi. Chỉ có cái bước là cái bước tải cái app đó hơi khác so với lần trước, nên các bạn xem mình hướng dẫn làm nha, chứ không thôi là không biết làm đâu. Thì những các bạn mà gần đó thì các bạn biết làm, còn những các bạn mới xem thì chắc không biết làm đâu. Thì các bạn chỉ việc là vào cái app đó và bấm vô cái chỗ kia để mà nó hiển thị cái code ra. Rồi các bạn copy cái code đó thôi, chứ không cần phải ghi từng chữ đâu. Các bạn ấn dán là ấn copy vào game và dán ra thôi. Chứ các bạn đã cũng biết copy rồi đúng không? Ok, thì video mình ở đây cũng phải kết thúc thôi. Thì lần sau mình sẽ tìm những cái code mới hơn và xịn sò hơn để dành cho các bạn nha. Tìm những cái app mới để mà nó tặng code cho các bạn. Tìm những cái skin, cái code skin rồi cái kiểu á. Thì mình sẽ cố gắng tìm thật là nhiều luôn cho các bạn, chứ bây giờ code khó kiếm lắm. Rồi thì có gì lần sau mình sẽ tìm người khác để mà xin code để mà cho các bạn nha. Thì chỉ mong các bạn ủng hộ mình thôi. Cảm ơn các bạn nhiều luôn. Nhớ đây là một like, một đăng ký kênh nha.
để mà mình có động lực làm những video tiếp theo cho các bạn xem nhé. Ok, thì bây giờ cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye. Các bạn nhớ nhanh tay nhập code nha. Còn giờ thì tạm biệt.